Sao chị? Tao là bán cho chiều luôn mà, bán cho công nhân không à. À, buổi sáng có bán không hả chị? Có. Vậy là chị có bán ít hơn. Dạ. Khu chợ này là phục vụ chủ yếu cho công nhân, bán buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng thì bán ít hơn. Chợ Bãi Cát nằm trong khu vực khu công nghiệp Tân Tạo, thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Khu công nghiệp Tân Tạo được thành lập vào năm 1996 với tổng diện tích là 442 ha, là khu công nghiệp lớn nhất trong 10 khu công nghiệp tại thành phố nói riêng và cả khu vực phía Nam nói chung. À, những mặt hàng bây giờ mỗi một dĩa như là 10.000 nè. Cái xăng dài dài nữa nè, nó chảy qua hai bên đường rồi nè. Còn đằng sau thì công nhân đã đi tăng ca ra nè. Còn chút xíu nữa, khoảng 5 giờ nữa thì có một tốp công nhân tăng ca ra nữa. Dưa leo, bầu bí, cà bắp. À, rau củ thì được sắp xếp vào phương dĩa như vậy không? Khi ra chợ mua thì mình cũng dễ dàng mình mua. Một dĩa đậu như vậy là có giá 10.000 đồng. Vào trong mỗi dĩa như vậy hết trơn hả? Ở đó thì chợ này người ta còn gọi là chợ dĩa nữa đó. Bên ngoài bây giờ xe cộ đông đúc quá, vui quá trừng luôn. Ở trong đây thì cũng có những cái vỏ cá người ta đã phân sẵn để vào gỗ như vậy nè. Ba con cá rô lớn luôn. Cá đủ thứ loại cá, đủ thứ cá hết trơn. Mỗi buổi chiều đều vậy á, buổi sáng cũng vậy, ngay cái giờ tăng ca á, công nhân đi ra mua đồ vậy nè. Rau củ đủ luôn rồi thế vậy. Một dĩa vậy là 10.000 đồng nè, còn ớt thì là 5.000 đồng một dĩa. Dừa muối, hoa chuối để 5.000, 10.000 vào một phần như cũng dễ rồi đó. Mọi thứ thì phân ra 5.000, 10.000 thì cũng dễ mua quá hả? Đây là bên con đường này là tập trung chỗ này bán cá thịt rồi nhiều nè. Cá trê. Sang men theo con đường này cho mọi người xem nha. Chỗ này thì bán thịt cá nhiều lắm. Thịt gà nè, thịt heo, thịt bò. Ôi trời.
mực cá biển. Chỗ này là bán thịt cá đồ nhiều à, nguyên cái đoạn này luôn á. Tôm tép. Công nhân tan ca thì ta đi ra đây sẵn con đường về mua đồ về làm bữa cơm chiều. Quá gà vịt quá xả luôn rồi. Chỗ này quá trình là chân gà rồi cánh gà đùi gà quá đủ hết trơn á. Ở chạy dài lên thấy kia kìa thịt heo nữa. Mọi người thấy vui chứ, công nhân thì bên ngoài đi lũ lượt đi về á, đông đúc. Đằng sau đó kìa, công nhân đi về tới nữa. Ở trên này mắc kẹt rồi đi. Ồ, thịt heo quá xá nhiều luôn rồi nè. Mực sao tám con kia kìa, kẻ trứng kìa. Ngay chỗ này giờ đông quá trời luôn rồi nè. Trứng gà trứng vịt đủ loại nha hả? Trứng gà trứng vịt cũng trứng cút có để giá hết trơn này, mọi người cũng dễ mua nữa. Còn ở bên giữa này nè thì để là rau củ. Có các loại nấm nữa nè. Cả mười nguyên một xe chè cốc tay xin xa đây nè. Quá xá xe bên ngoài đi về á. Bên đây có một cái con đường nữa, nhưng mà sang sẽ đi kinh con đường thẳng này trước chút xíu là sẽ đảo qua. Chỗ này bán rau củ quá chừng luôn rồi đó. Yeah, my
Rau gì ngon quá ha, xanh nha. Chanh, hành, gừng, tỏi, ớt, đủ loại hết nha. Chủ quán không kịp tay luôn á. Để sang dài dài hôm nay coi có những món ăn gì không, hay là có những cái thực phẩm để về chế biến mà. Ngoài xoài mút nè, bơ nè, có cả đồ chai nè, đậu hũ nha. Ngay chỗ này thì có bách hoa xanh nè, bách hoa xanh cũng bán đắt nữa, công nhân người ta đi vào bên kia mua kìa, loại xá rồi. Chè, bánh lọt, rồi bánh canh, mỗi bọc về 5.000. Đậu hũ cuốn đây nè. Chè trôi nước ở chỗ này bán nhiều quá luôn rồi nè. Là chè trôi nước, đủ loại chè ở đây hết trơn á. Giờ sang sẽ đi trên đường số 2 này cho mọi người xem nha. Cái con đường số 2 này thì nó đông đúc như con đường số 5 như vậy á. Qua chỗ này thịt cá bán cũng đắt nữa, nó xuân kia kìa. Một con cá gì 20. Mỗi con 20. 25 đâu. Có chạy đâu nha. Đây cá biển, mực. Mà cá biển là nhiều chứ cá đồng thì không thấy. À, tiếp theo đây thì thịt cá. Rau củ nè, trái cây. Bên kia chỗ bán cá nhiều quá nè. Wow, cái chỗ này rau củ nhiều quá. Bí hỏi sẵn trên trường hay công tiện. Thế thì mình ăn ít mình mua miếng gì không? Để mua nguyên trái thì nó nhiều quá. Bỏ. Ủa. Rau củ này nhìn, nhìn ngon chưa? Đủ thứ hết trơn á. Hầu như không thiếu thứ gì hết trơn hả? Ngon quá trời luôn rồi. Còn phía bên đây là rau nè. Ủa
nguyên cái đằng trước luôn kìa. Rau nhút nó ngon quá trời á. Cái nhút này về chấm mắm kho ăn nè, hoặc là người ta nấu canh chua ăn là đúng bài luôn á. Bữa bên đây thì mua cá, mà công nhân giờ này sao không có mua cá, mua rau củ nhiều á. Cá rô nè, chọn con cơm. Mấy con cá rô thì con nào cũng lấy nó lớn to. Chỗ này vẫn khô nè, đủ thứ khô hết trơn ha. Con đường này sẽ chạy thẳng ra là khu chung cư Thế Sơn. Đây có thịt heo nữa nè. Thịt heo này mắc lắm. Nhiều chủ bán cơm người ta bán giờ cũng hơi ngán ha. Bán mà mắc quá coi không được, mà bán rẻ quá thì không lời. Rồi củ gì đủ hết trơn ha. Bánh lăng. Chỗ này vẫn thơm nè. Thơm mà mua cái mình yêu cầu người ta bán người ta gọt luôn á. Ngay khu trong này thì có mấy cái cây lớn nên là mát mẻ. Trước đó là mấy cái căn chung cư thì ở dưới này thì mà con người ta bày biện bán hàng bông rau củ để phục vụ cho công nhân, mà đó là cuộc sống hàng ngày nữa. Dạ. Đứa này là tan rồi, công nhân đã rạn bớt cái chỗ này rồi. Đây là quầy bán trái cây. Một ít cá biển á, chỗ này nè. Dạ, lên đây thì cũng có chỗ bán rau củ ở đây nè. Chỗ này bán đắt quá ha. Kìa, mọi người mình ta mua gà đông quá. Xe ở đằng trước đó là khu chung cư á, chung cư Thái Sơn.
qua. Lúc này thì công nhân đã đi bớt rồi. Ngay cái chỗ đầu đoạn này đó, để trái cây quá xá luôn rồi. Đây là bán cầu nè. Vì cái chỗ này á là khu đô thị Ta La đó. Đó, ngay khu vực này là trái cây quá xá vải mùa này lần khá nhiều luôn á, đặc biệt bây giờ là mùa vải nó đã giảm giá rồi. Vải 40.000 đồng ký. Bên dưới đây là quốc lộ 1A.